mưa lớn luôn đó cả nhà. Hai cha con chậm xuống đang dọn hàng vô này. Mưa to ha anh chậm ha. Cao hơn như chú. Bây giờ nó không ổn rồi đó, giờ nó nằm vô rồi. Ê, mưa mà gắn vô chi vậy? Mới đi giao rồi nha. Tập gì mà kỳ vậy trời? Mày đang kéo tới kìa có gì ơi đó. Quay tới gì quay tới. Không xong rồi Đại Dương ơi, chuyện tới quay. Không xong rồi Đại Dương ơi. Dọn hàng, dọn hàng. Trời dọn. À, ông chú víu víu bây giờ. Dọn hàng cho dễ từ từ. Mày làm máu quá nào ơi. Không xong rồi Đại Dương, Đại Dương ơi. Bắt giới tới rồi. Không xong rồi Đại Dương. Bắt giới đây. Ai là bắt giới? Dạ. Mập. Con mập con em bắt giới nó dọn ra tới rồi. Mày nói gì chưa trọng? Rước về. Bắt giới đó. Dạ. À, dạ, dạ. Dạ. Mới đi giao được bán được dạ. Mới đi bán được mấy sản phẩm bên quận 7. À chú ơi về về bên cây luôn chú ơi. À của mấy cô Mạnh Thường Quân gửi. À, ờ cây nữa hả? Đem phải trời này cả nhà, em thu lùi luôn. Trời ơi, cái đồng hồ đi tôi tiền lắm nè. Thôi cho cầm thử cho nó hết cái tối. Ô, này bắt đầu anh luôn. Chút tiền không lại, ăn dây lại xe. Vô mặt vô giúp luôn. Chết đó, người ta thưởng hay vậy? Chú coi này, ồ đã chưa? Ờ. Cái gì vậy? Ô đồng hồ này nhỏ hơn đồng hồ nhà tao rồi. Một đó bự lắm. Rồi chứ tượng hả? Con má, đồng hồ nhà con má là đồng hồ mọt cày á. Đó đi giao đồ. Đồng hồ đó không có vé tao ừ. Thôi đi về đi. Rồi chào cô chú bác. Về đi. Về đem ra đồ. Bây giờ coi ơi, cô cho đây. Con trang nữa. Con trang nữa hả? Lẹ khẩu trang, khẩu trang dúng ghé ra trong bác có City mà bên công ty ô anh rất thích hiểu cái bác có City á, anh đang xài City nè, rất là chất lượng bác. Thôi giữ đấy mà thì báo cáo luôn bác có City là nó làm rất chất lượng, nó không có trước cái da mặt mình. Mày đi rước hả bé Phúc luôn nha. Mập về rồi dạ hả? Ờ mua không bác ơi, coi chừng nãy cái mà nó đang đen đen không cho anh chị đưa cái bộ đi không ghé vậy. Cái này là giới cho GPT luôn. Của em nãy em mua 10 ngàn nè. Thôi. Cái này là giới cho GPT cho nên. Ở đâu vậy? Giới cho GPT rồi nè. À đó giờ anh thấy cái hình lá cây chưa? Cái lá bạc. Em nghe coi nó còn cái màu nào không đậm. Màu cái một loại anh ơi. Chỉ có màu để thử lý gì đâu. Thì anh rất là men nha. Trời trời. Cái này cho mình định đưa đó. Này hợp với con này nữa. Đang kêu mình nè. Cái này hồi với con gà quá trời. Cho gắn nữa nè. Người ta thu này đồ hả? Rồi về đi. Về đi. Anh nhận không? Không, 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 không. Cái đó. Cái này chưa dọn được không? Bây giờ làm sao đây ta? Tao ta bí đường binh đó. Kéo cái này về nè. Đi kéo nó đi. Đi hạ xuống hơi thôi ha. Ừ. Rồi đúng rồi. Cho nó quạt á, giữ cho gió nó quạt. Để xuống đây rồi đẩy xe về đi. Để giữ đi. Rồi rồi rồi. Rồi thấp rồi ông bác. Chịu trong mới kéo cái xe mấy cái kết không lại chở nó. Rồi. Chứ bây giờ sao đây bây giờ? Ý đường Vinh có mất cái nào mày thường tao cái nấy đi ha. Ok luôn. Đến giờ sáng giờ ông bác bán được 10 ký đó cả nhà. Bữa nay có bán lời thì biết rồi. Không sao đâu ông bác. Chết mình luôn bán rồi. Mà ngày mai mình để được ngày mai mà không có hư đâu. Bởi ngày mai mình để mùa xuân nó đã mất rồi. Không còn mùa xuân nữa. Chết luôn cái này thuộc gì xuân. Sưng mình sưng mẩy không? Sắp sưng mất à? Mưa rồi, mưa rồi. Đâu có. Ủa
không nữa chứ. Cái này nè nó bán không có được á. Dạ. Chết luôn. Bán đẩy về trước, phải vì trời mưa này. Rồi mưa lên rồi. Bây giờ xe ô tô phải né chú đi á. Rồi, bà tới rồi. Đi đẩy về. Lo cái này trước cái đi. Dạ. Kiếm này trước. Kiếm vợ trước ở chỗ anh. Ừ. Cái căn cái xe nặng như là vợ luôn á. Nó còn quý. À tính là ngày nay chúng bán được mấy ký rồi, chục ký chưa? Ờ à, nhưng mười mấy ký à. Nhờ Bình Định nó cứu 10 ký rồi. Dạ, bữa hôm nay là con kia cứu. Nói rồi để cho chú tự bán để thực hiện thế nào đi. Còn ngày mai nữa mà chú. Ừ. Mình cam mình đâu có sợ đâu. Dạ. Rồi chú đẩy gì nữa vậy? Hiện tại là mưa rất là to nha cả nhà ơi. Đây là cái xe cam của ông bác này cả nhà. Đây. Ông bác đi vô mà dọn đồ rồi. Còn xe cam để đây này cả nhà. Ông bác kiểu này dính mưa ở trong nhà luôn rồi. Mưa rất là to luôn. Người đi hối hả luôn này cả nhà. Sáng giờ ông bác chỉ bán được 10 ký cam thôi cả nhà. À, là 8 ký giải cứu với 2 ký là khách lẹ mua. Và coi như ông bác còn khoảng hơn 90 ký nữa cả nhà. Coi như hôm nay sụp nụ rồi. Trời mưa kiểu này chắc dọn hàng về luôn quá, không bán được đâu cả nhà ơi. Mưa to quá trời này. Trời ơi, nước quá trời. To quá cả nhà. Trời ơi, gió luôn nè. Lốc xoáy luôn nè. Đó. Nhìn mấy cái cây á. Quá trời to. Nghe là gì đâu.